Biểu thức khai triển lũy thừa bậc 8 của tổng A cộng B sẽ bao gồm 9 đơn thức. Trong đó số mũ của A giảm dần từ 8 xuống 0. Và số mũ của B tăng dần từ 0 lên 8. Đơn thức đầu tiên sẽ có hệ số bằng 1. Đây cũng là hệ số của đơn thức cuối cùng. Lấy 1 nhân 8 chia 1 bằng 8 chính là hệ số của đơn thức thứ hai. Và đó cũng là hệ số của đơn thức gần chót. Lấy 8 nhân 7 chia 2 bằng 28 được hệ số của đơn thức thứ ba. Nó cũng chính là hệ số của đơn thức thứ ba từ dưới lên. Lấy 28 nhân 6 chia 3 bằng 56, ta được hệ số của đơn thức thứ tư, cũng chính là hệ số của đơn thức đối xứng với nó. Bạn hãy thử tính xem hệ số còn lại bằng bao nhiêu. Hãy comment đáp số của bạn ở phía dưới, thêm vào các dấu cộng. Sau khi rút gọn các hệ số bằng 1, lược bỏ các lũy thừa với số mũ bằng 0 và bỏ đi các số mũ bằng 1, ta thu được biểu thức khai triển của lũy thừa A cộng B mũ 8. Phương pháp trên được áp dụng cho lũy thừa của một tổng A cộng B với số mũ bất kỳ. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy chia sẻ. Đừng quên like page Toán Thầy Kiên để nhận được những bài toán hay tiếp theo.